Hải Triều và Phương Ly rất vui khi tiếp tục được gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua Dễ Đâu phát sóng trên kênh HTV7. Chương trình đặc biệt hôm nay sẽ gửi đến quý khán giả những thông tin ưu đãi hấp dẫn cùng một số mách nhỏ rất thú vị xoay quanh chủ đề thời trang và làm đẹp. Mời quý vị khán giả cùng chú ý theo dõi. Để chào đón mùa lễ hội cuối năm thì hiện nay rất nhiều cửa hàng, những con đường chuyên kinh doanh các sản phẩm trang trí quà tặng Giáng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu được khoác lên mình những chiếc áo mới. Tuy nhiên, mùa lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên thị trường mua bán những sản phẩm này cũng đã bị ảnh hưởng. Ghi nhận tại một trong những con phố chuyên bán các sản phẩm trang trí Noel sầm uất nhất tại thành phố Hồ Chí Minh ở khu vực đường Hải Thượng Lãng Ông. Mặc dù thì các cửa hàng dọc hai bên đường đã lên kệ đa dạng các mặt hàng nhưng vẫn không có khách đến mua. Trong khi đó, tại một số cửa hàng ở quận Tân Bình, hầu hết các loại phụ kiện trang trí cho dịp Giáng sinh như vòng nguyệt quế bằng thông, trái châu, bông tuyết, ông già Noel và cây thông, đa số đều là sản phẩm nội địa và hàng handmade. Chỉ có một số ít mặt hàng như là trái châu kim sa là được nhập khẩu từ nước ngoài. Rất là hạn chế và khó khăn trong việc nhập hàng từ bên nước ngoài về. Thì năm nay chủ yếu hàng ví dụ như cây thông Noel và phụ kiện vẫn chủ yếu là các cơ sở sản xuất trong nước. Shop của mình thì kết hợp những cái phụ kiện, cái linh kiện với nhau để tạo ra những cái sản phẩm mà nó mới, để ra được những sản phẩm có giá thành trung bình để đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm shopping của khách trong cái tình hình dịch bệnh. Năm nay thì do thiếu nhân viên sau mùa giãn cách nên mặt hàng cây thông Noel trang trí sẵn không được chuẩn bị với số lượng nhiều như những năm trước. Vì thế, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, đồng thời thì hướng đến những người dùng ưa chuộng các sản phẩm handmade, các cửa hàng cũng đã sáng tạo cung cấp bộ phụ kiện thủ công cùng với bản thiết kế mẫu để khách hàng có thể tự trang trí theo mẫu ngay tại nhà. Trong khi đó, các sản phẩm trang trí thông thường được bán lẻ với giá trung bình 250.000 đồng đến vài triệu đồng tùy kích thước. Thưa quý vị, ngày hội mua sắm Black Friday trên toàn cầu không chỉ ghi nhận sự góp mặt của các thương hiệu điện tử gia dụng, mà đây còn là dịp để các tín đồ thời trang có thể lựa chọn rất nhiều thiết kế ấn tượng được bán với mức giá hấp dẫn. Trong đó, thương hiệu thời trang Abercrombie và Fitch đã tạo nên bất ngờ lớn vào dịp Black Friday năm nay. Bởi vì từ nay cho đến Cyber Monday, tức là từ nay đến thứ hai tuần sau, các sản phẩm của thương hiệu đều sẽ được bán với mức giảm giá 30%. Đặc biệt, nhiều sản phẩm jean được rất nhiều người tiêu dùng yêu thích như Jean Ultra High Rise, Dad and Mom sẽ được áp dụng với mức giá ưu đãi. Và trong dịp này, quý khán giả có thể tự do lựa chọn cho mình những sản phẩm với hai màu, xanh dương và đen, với thiết kế jean rách và không rách. Ngoài ra, các sản phẩm khác như quần tây, áo kiểu, áo khoác và váy của Abercrombie và Fitch cũng đa dạng về mẫu mã và chất liệu. Quý khán giả có thể đặt hàng và tìm hiểu thêm về các sản phẩm đang được giảm giá trên website abercrombie.com. Trong khi đó, nếu vốn yêu thích các thiết kế thời trang bền vững, thì nhân dịp giảm giá đặc biệt này, quý khán giả cũng đừng bỏ qua những cơ hội sở hữu chiếc đồng hồ thân thiện với môi trường mà Mua Gì Ở Đâu giới thiệu ngay sau đây. Khi MVMT ra mắt đồng hồ Ocean Plastic, đây được đánh giá là một trong những bước tiến ấn tượng đi kèm với thông điệp bảo vệ môi trường, bởi vì những chi tiết của đồng hồ như là phần vỏ, dây đeo hay là khóa cài đều được tái chế hoàn toàn từ rác thải nhựa trên biển. Và tổ chức Ocean Tide tại Thụy Sĩ chính là đơn vị đã cung cấp nguyên liệu nhựa đã qua xử lý cho thương hiệu đồng hồ nổi tiếng này. Dù các chi tiết chính được làm bằng nhựa tái chế nhưng thiết kế bên ngoài của đồng hồ Ocean Plastic vẫn đầy đủ những tinh tế và sang trọng với màu xanh chủ đạo của đại dương. Bên cạnh đó thì điểm nhấn của đồng hồ còn nằm ở chiếc kim dây uốn lượn tái hiện hình ảnh của sóng biển. Tất nhiên những chiếc đồng hồ này sẽ sử dụng năng lượng mặt trời để vận hành nhờ được trang trí một tấm quang năng bên dưới mặt đồng hồ. Hiện thì Ocean Side Plastic đang được bán với giá ưu đãi còn khoảng 3 triệu đồng. Ngoài ra nhiều dòng sản phẩm khác của MVMT cũng đang được giảm đến 50% tại website chính thức của hãng. Ngày nay, làm đẹp là một trong những nhu cầu thiết yếu của nhiều người, đặc biệt là về vấn đề giảm cân. Vì vậy, nhiều người đã tìm mọi cách để làm cho mình có được một vóc dáng đẹp và kể cả những phương pháp không an toàn. Và điều này sẽ gây nguy hiểm như thế nào cho sức khỏe? Mời quý khán giả cùng theo dõi thông tin sau.
Vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho 2 trường hợp bị biến chứng nặng, rất nguy hiểm sau khi sử dụng thuốc tan mỡ bụng. Đáng chú ý, các trường hợp đến bệnh viện trẻ nhiễm trùng đã gây hoại tử nhiều vùng khắp cơ thể do thuốc lan rộng. Sau nhiều lần được các y bác sĩ phẫu thuật cắt lọc vết thương, khâu da, kết hợp điều trị bằng kháng sinh và thuốc giảm đau, bệnh nhân mới có thể hồi phục và xuất viện. Một trong 2 trường hợp này đã phải trải qua hơn 5 tháng điều trị liên tục. Cũng vì đến trẻ cho nên cái tổng đạt của bệnh nhân rất là kém. Bệnh nhân này khi vào thì thực sự ngay cả bệnh nhân và bác sĩ cũng không biết được chính xác là cái thuốc gì, cái chất gì làm cho nó hoại tử da, suy sụp cơ thể đến như vậy. Trong quá trình điều trị mới xác định được là vết thương này nhiều khả năng là được chích bởi thuốc tan mỡ. Nếu như bệnh nhân mà đến trễ hơn nữa thì khả năng nhiễm khuẩn huyết và ảnh hưởng đến tính mạng là có thể xảy ra. Bác sĩ cho biết khi tiêm vào các mô mỡ, thuốc sẽ dần phá hủy các tế bào mỡ, biến tế bào mỡ thành dạng nhũ tương. Tuy nhiên, bên cạnh việc phá hủy tế bào mỡ, những loại thuốc này còn phá hủy luôn màng tế bào của các tổ chức mạch máu, thần kinh nằm trong vùng ảnh hưởng của thuốc, tạo ra những u mỡ tại chỗ, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm cho tính mạng. Trong thời gian này để phòng chống dịch bệnh, có lẽ mỗi chúng ta đều rửa tay rất nhiều lần trong ngày. Tuy nhiên, với những người có làn da nhạy cảm thì việc rửa tay quá nhiều cũng sẽ khiến cho da bị khô và bong tróc. Vậy làm thế nào để có thể vừa thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch, vừa giữ được đôi bàn tay của mình mềm mại? Mời quý vị cùng theo dõi mách nhỏ của Mùa Gì Ở Đâu. COVID-19 đang lây lan, thì Bộ Y tế khuyến cáo chúng ta rửa tay thật nhiều lần trong ngày với xà phòng tối thiểu 30 giây hoặc với dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Tuy nhiên, việc rửa tay quá nhiều lần trong ngày bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh rất dễ khiến cho bàn tay của chúng ta khô ráp và kích ứng. Việc rửa tay để ngăn ngừa dịch bệnh là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng bỏ qua việc dưỡng da tay nhé. Cần dưỡng da tay như thế nào thì hãy để em mách nhỏ ngay sau đây. Hiện nay, Bộ Y tế khuyến cáo người dân phải rửa tay thật nhiều lần trong ngày, như là sau khi ho, hắt hơi, trước các bữa ăn, trong và trước khi chế biến thực phẩm, sau khi tiếp xúc vật nuôi, v.v. Rửa tay là phương pháp đơn giản và cơ bản nhất để hạn chế vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, chất triclosan có trong xà phòng kháng khuẩn với các đặc tính diệt khuẩn nên dễ gây khô ráp cho da. Bên cạnh đó, việc lạm dụng các loại nước rửa tay khô cũng khiến da tay của chúng ta bong tróc, vì hầu hết các dung dịch rửa tay khô đều chứa thành phần cồn và các chất khử trùng là isopropyl, ethanol và n-propanol để làm sạch da. Những thành phần này khiến da mất nước, dẫn đến tình trạng khô ráp. Rửa tay để diệt khuẩn là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải rửa tay đúng cách và đúng thời điểm. Quý vị đừng vì quá lo sợ mà cứ cách 5 đến 10 phút là rửa tay một lần nhé. Da tay cũng giống như da mặt của chúng ta vậy. Nếu như lâu ngày không tẩy tế bào chết, thì những tế bào cũ tồn đọng trên da sẽ khiến da sần sùi và khô cứng hơn. Hơn nữa, tay là bộ phận tiếp xúc nhiều nhất với ánh nắng mặt trời nên rất dễ cháy nắng và tổn thương. Vậy làm thế nào để tẩy tế bào chết? Hãy cùng em thực hiện hỗn hợp ngay sau đây. Chúng ta nghiền nát một củ khoai tây đã được luộc chín, sau đó trộn thêm 2 thìa cà phê mật ong và 2 thìa dầu ô liu, đắp hỗn hợp lên tay và massage nhẹ nhàng trong vòng 15 phút, duy trì 1 đến 2 lần một tuần để có đôi tay mịn màng quý vị nhé. Một phương pháp đơn giản và nhanh chóng hơn đó là chúng ta trộn 1 thìa mật ong với 1 thìa đường, sau đó massage nhẹ hỗn hợp lên tay từ 2 đến 3 phút rồi rửa sạch. Lớp dầu bảo vệ da được hình thành từ tuyến mỡ nhờn. Đây cũng chính là chất dưỡng ẩm tự nhiên cho da, giúp da không bị khô, nứt và ngăn ngừa nhiễm trùng. Khi chúng ta rửa tay thì chúng ta đã vô tình làm mất đi lớp mỡ nhờn này. Vì vậy, để bổ sung lại lượng ẩm đã mất, thì quý vị có thể tận dụng một số thành phần dưỡng ẩm tự nhiên ngay sau đây. Dừa dừa có chứa vitamin E, acid lauric và acid caprylic giúp duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Nhờ có độ ẩm cao mà dừa dừa là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời cho da khô.
Mỗi khi thấy khô tay, quý vị hãy lấy 4 đến 5 giọt dầu dừa massage nhẹ nhàng lên cả mặt trong và mặt ngoài của tay. Đặc biệt thoa kỹ ở các tóc ngón tay vì đây là vùng da dễ bị khô nhất. Công thức thứ hai, quý vị hãy gọt vỏ và xay nhuyễn 1/3 quả dưa chuột. Sau đó trộn thêm 1 thìa cà phê dầu ô liu và nước cốt chanh. Thoa đều lên da như đắp mặt nạ, giữ trong vòng 15 phút rồi rửa sạch. Hai nguyên liệu vừa rẻ lại dễ tìm khác để dưỡng da tay đó chính là sữa tươi và sữa chua. Trong cả hai sản phẩm này đều có chứa nhiều vitamin và chất béo, giúp da mịn màng, mềm mại hơn khi chăm da. Quý vị hãy dùng một miếng bông gòn hoặc bông tẩy trang thấm vào sữa tươi hoặc sữa chua không đường, sau đó thoa lên và massage nhẹ lên da. Những công thức mà em vừa mách nhỏ ở trên đều sử dụng những nguyên liệu rất dễ tìm và dễ thực hiện ở nhà. Vậy còn những lúc chúng ta phải đi ra ngoài làm việc thì như thế nào nhỉ? Đó sẽ là lúc để những lọ dưỡng da tay nhỏ xinh như thế này phát huy công dụng. Việc sử dụng kem dưỡng da thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa, bổ sung độ ẩm để bàn tay luôn mềm mại, mịn màng. Vì vậy, quý vị hãy thủ sẵn một lọ kem dưỡng da tay trong túi để có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, nhất là những ai phải thường xuyên ngồi làm việc trong phòng máy lạnh. Bất kỳ ai cũng muốn có một đôi tay đẹp mịn màng. Tuy nhiên, việc phòng tránh dịch bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu ngay lúc này. Vì thế, quý vị đừng vì sợ da tay khô, bong chóc mà lơ là việc rửa tay bằng xà phòng nhé. Thay vào đó, chúng ta hãy chăm chút kỹ hơn vào quy trình dưỡng da hàng ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Những mách nhỏ hữu ích trên cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình vào ngày mai cũng được phát sóng trên kênh HTV7 với những hành trình khám phá những điểm đến ấn tượng.